Yêu cầu thì này nó đang nhấp nhà áp giấy làm thêm mày kìa, nó đang nhấp trái nhá nhái đó. Rồi gì đây, rớt luôn phải không mày đó, kỳ cục. Xui xì lai nè. Lên đi mày. Không được hả? Trời ơi. An bình tâm lần nữa rồi, không có được thôi tôi dẹp ra luôn. Bờ hoài mày, mày bệnh mày cái mấy cái mày xuất kỳ đó. Đó là mày tao đang thêm mày đó. Tao đang mời mày đó. Đúng rồi, mày restart điện thoại đi, tức là mày tắt nguồn rồi mày mở nguồn lại. Rớt luôn kỳ ta, rớt rồi hay không đó, kỳ cục. Trường Vũ, Chí Nguyễn là ai ta, cho thằng Chí Nguyễn này coi. Ok, Chào bác. chào con. Khỏe không bác? Rồi, bác khỏe. À, rồi rồi mày đang uống cà phê phải không? em đang ở Mỹ mà, em ở Arizona. Arizona hả? Ok, chào em. Thế thôi. Bang Arizona. Thỉnh thoảng vẫn theo dõi bác. À, thôi xin chào tất cả bác Cầm, chào tất cả các bạn trong cộng đồng mạng. Rồi em. Vâng. À, tao đang tức, tao lên tao chửi nè, bởi nó vui thôi mà bực mình quá. Thực ra thì cháu sang bên này được 6-7 năm rồi. Cháu người Hà Nội ạ. Ok con, không sao Vâng. hết. Thì cũng theo dõi và cầm lâu rồi. Nhưng hôm nay ngồi ở nhà chủ nhật nghỉ ở nhà ấy, thì thấy bác lên mạng thì tham gia để theo dõi bác, và hôm nay Đúng tôi rồi. yêu cầu bác. Vâng, Rồi đây là ok nhà con. bác kêu ấy, gara ô tô toàn đồ làm neo không à? Thì đúng Dạ. rồi, con cũng là neo, người Việt mình cũng đang cái ngành neo Việt Nam mình là đang làm nhiều mà. Nhưng mà mấy lúc gần đây thì bác cũng lo lo là có chỗ là ở, thứ nhất ở Cali, mấy cái vùng người ven, rồi những người mà làm neo bây giờ có một cái số thành phần nó bị kỳ thị nhiều quá, vì người châu Á mình nó đang bùng nổ, cũng cẩn thận nha con. Cái bang của con thì cũng nói chung là cũng cũng không đến nỗi. Vâng, cái bang này súng ống nó được dùng thoải mái, cho nên là đi đâu cũng có đồ trong người hết Nhiều ạ. khi nó bắt ung mà cái đó cũng đâu có chắc ăn gì đâu mày ơi, khổ quá. Vâng. Có cái điều là mình làm sao mà để đừng có ấy, chứ còn cái đó cũng đâu chắc ăn gì đâu. Đó mày thấy người ta lên cái ào không, ai bình tâm. Mày ta mời mày 8 lần rồi đó mà chưa lên được á, mày bữa nay mày đeo cái gì mà nó nặng quá vậy, không biết nữa. Bao giờ mà bác Cầm tiêm tiêm mũi vaccine thứ nhất rồi phải không? Mưa tây mùa thứ nhất rồi. Vâng, bên này cháu cũng đang 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 cũng đăng ký nhưng mà chưa 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 được. Chắc nó cũng sắp được hết rồi. Bang Chắc này nó cũng tiêm rộng lắm nói rồi. chung là bây giờ cái chi mà nó tiêm mà rộng rãi rồi, mình không lo. Chỉ có điều trước sau thôi. Tao thì tao tại vì tao nhớ Việt Nam quá, biết sao tao xung phong tao đi trước. Ai cũng vậy thôi bác. Ai cũng vậy thôi. Bọn cháu ở đây cũng 2 năm rồi, đâu có được về. 2 năm rồi, năm trước thì bận không về được, năm vừa rồi thì
Năm vừa rồi Covid không về được Đúng nữa rồi, vậy chứ mất mới 2 năm về mà. mà làm Hai tàn. năm trời ơi tao đất. tao tao với sao tao kể mày nghe chuyện này. Ờ, hồi xưa đi làm hãng còn Em nhớ, nhìn đi làm hãng còn làm hãng thì nhớ Việt Nam quá. Cái thằng ừ. ta xin xin vacation, cái tâm mà thằng bằng vacation đó thì thằng super bay nó vậy chứ có 2 tuần à mày cứ đi không, tao nói đi chắc là 2 tuần tắm đi. Ồ má, 2 tuần đi mày nghỉ đi, tụi má mày đi 2 ngày về 2 ngày bất mãn hết 4 ngày rồi đúng không. Vâng. Xong cái về Việt Nam về đâu có chịu bị lạ nước lạ cái mà, chứ vì đó Việt Nam là ù má đi tiêu chảy tùm lum tà la trên trời, chưa có êm cái bụng bắt đầu uống nước gừng rồi các cái rồi mà uống thuốc tây rồi bằng xong cái, chứ không ăn uống gì được nha. Một tuần lễ sau bắt đầu mém mém ăn được, biết ăn ngon rồi đó, biết ăn phở rồi, biết ăn đồ ngon, mới ăn được có một bữa à, rồi chiều phải lên lên máy bay đi về Mỹ, đù má nóng quá Rồi. đù nó Rồi. nóng, đù má nó tức gì đâu nhà mày, đù má nó tức gì đâu, tôi tức quá trời tức đó. Đậu vậy đó đừng nói chuyện, 2 tuần ta cũng đi nhưng mà đi rồi không về mới tức. Đù cười thấy mẹ Cháu thấy à, bác về bác đi ra Hạ Long chơi rồi đi chỗ này chỗ kia ơi, chơi thì rồi về à, đi thấy cũng ok, nhưng mà cái công việc của bác thì cháu cũng biết này. Bà già mất thì bác phải chạy về phải chạy nghỉ về ngay đi. cho nên nó cũng là hơi hơi bị nhỡ việc. Bác ở Việt Thôi Nam bác đang thích vút vút tầm đúng rồi, cao ngất Trường Sơn đổ đang chú vút đang bay đi đâu cũng cười te tét lại trình vui, bởi vì cái người Việt mình là nó họ hiếu khách phải không, vâng huống mình người Việt huống chi người Việt người Tây còn hiếu khách huống chi người Việt, thành ra đi đâu cũng vâng bạn bè, đi đâu cũng con cháu cũng vui vẻ lắm. Thành ra đang mình đang vui vút cành cây mà tự nhiên đùng một cái bà già mất rồi thì chạy về thôi con à. Điều cái chuyện đó vâng cũng không hề ngoài ý muốn nhưng mà về đó cái bị dịch rồi dính luôn tới bên này luôn. Ồ, phải nó dính. vâng Mình tưởng dính một vài tháng đâu, ai ngờ một qua một năm rồi mà chưa suy nghe gì hết trơn, cũng bắt một ghê. một năm rồi mà hy vọng còn chưa thấy đâu thế này Chưa bác thấy đâu bảo hết cả rồi mà. Ngày nào vâng. cũng có người chết đúng. Hồi xưa ta không khoái tôi lên coi bữa nay bị sao giờ ta hết dám coi luôn rồi đúng. Má không coi thôi có Bác làm sao. cái bàn của cháu là bác biết không, cái cách đây của nó hơn hơn 1 tháng 2 tháng ấy. Có những ngày nó lên tới 17.000 người một ngày nhiễm. Trời ơi, đồ. Ôi rồi ôi bảo thế này tôi chết. Ba con cháu này nhất 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 nước Mỹ thôi chứ không phải chuyện đời nữa. Ôi ơi. Nhưng bây giờ là nó khoảng độ xấp xỉ trên dưới hơn 1.000 một chút, Trời ơi, tiêu tùng. tiêu tàn. Mà trong đó Ờ, là mình làm ok. cái nghề này, Nghề này, làm cái nghề nghề này lây nó nhiễm, nghề nghề lây lây nhiễm, nhiễm trực, nghề lây nhiễm trực tiếp. mà không làm thì chết đói Chị đúng nói không, vậy. phải đi làm thôi. Thôi bữa ăn mình tâm rồi mày đổi nick khác chưa, đủ mẹ tiên sư mày nó có đòi lên nãy giờ 80 lần mà lên không có được Không đủ được đấy em, cháu gửi yêu cầu cái là lên ok ngay là bác thôi. cầm cho nên Không lên cũng phải, cái thằng quỷ này nó hay chọc máy người ta, nó đi lung tung cho nên ra cái nick của nó bị cái gì đó hiểu không, phá người ta vâng phá lại cái gì. Ok con thì cũng cảm vâng ơn con lên chơi rồi hôm nào đó là bác cháu mình nói chuyện tiếp tục nha con. Rồi ok thôi thì ok chúc bác mới kia chúc cộng đồng mạng luôn luôn mạnh khỏe, cứ vượt qua cái bệnh COVID này thì bác cháu mình bao giờ về Việt Nam thì hy vọng rằng dễ gặp thôi, nhau mày bảo ở đảm ngoài tao Bắc. ra Vâng. đây nè, tao đứng ngay chính giữa thành phố Hồ Chí Minh, tao bắt loa tao la lên tao về thôi tôi bu lại là xong ngay thôi Vâng. cứ cà pháo mắm tôm rau muống là xong ngay Thế thôi. thôi. Ok chào Thế con, thôi, bác ok cháu chào mình ăn con, uống đơn rồi giản mà con đơn cháu đi. giản Vâng, xin mà chào bác, trời xin chào rồi cộng đồng mạng. ok Vâng. chào con Vâng, rồi xin chào bác. thấy không con cháu gặp nhau nó vui, kể cả người trong nước gửi lần ngoài nước rồi. Chào ông Lưu Lý nha. Trời ơi thằng quỷ Quốc Việt là ai ta. Ok Quốc Việt lên ha. Ủa, làm sao mà không có camera, không có camera không, thì bởi vậy nó chống số một thế giới á, bởi vậy nó đi chơi đó, trời đất ơi nó đi nó nổi mà nghẹt đường nghẹt xá luôn mà kẹt đường luôn mà phi quay Vũng Tàu mà nó kẹt 8 tiếng đồng hồ mà đi qua ra ngoài không được. Trời ơi cái con sushi lai này mày gửi yêu cầu đi anh cho mày lên nói chuyện nhanh chút coi. Sushi lai cái gì mà mày pam mày pam dữ vậy, Việt. Ok cũng gần tối là đi nói. Chào thanh xuân nha.
Trời ơi, con sushi line thì cái gì mà nó cứ gửi yêu cầu tao đi, đang mời quốc Việt đó. Bác ra mời con đi quốc Việt nhưng mà không biết thì sao, nó đang nhấp nhai nhấp nháy, đang thêm á, đang mà nó đang mà nhấp nhai nhấp nháy. Ê thằng Thịnh Trung là tao vô tao chửi này mới được, thằng đây nè, đúng là đầu dây món nhợ là do thằng này nè, thằng Thịnh Trung nè. Chào Thu Nguyễn, rồi kêu luôn à, rớt luôn à, Trần Thịnh Trung gửi yêu cầu cho mày. Rồi, ok. Gửi yêu cầu đi bài Trần Thịnh Trung.